Hello, xin chào Catfly. Hôm nay như các bạn đã mong đợi, bài sẽ review hộp quà may mắn của Actor on Titan. Ở ngoài bìa là hình Lệ Vi và Eren đang đi coi phim và cái gì đây, sao lại có trái tim mà đây gớm thế này. Lại còn uống trà sữa và dựa đầu vào vai nhau. Ôi trời ơi. Như thường lệ sẽ là 16 món ngẫu nhiên trong số 28 món trong này. Và chắc chắn là có một cái ly thủy tinh ở đây rồi. À, phải ly mà là một cái bình nước thủy tinh. Chúng ta sẽ coi cái hộp Actor on Titan này có cái gì đặc biệt nào. Khui à, mì ra ở trong cái hộp thì có một cái hộp nữa. Và bên trong này là 16 món gì nào. Xuống đây. Căng thẳng đây. Wow. Sao ánh sáng nó kém thế nhỉ. Không lẽ ra đường quay ta. Ây, bay nãy giờ ra đường rồi, nó sáng hơn hẳn. Nhưng mà hơi mưa, hy vọng nó không mưa lắm. Ủa, sao cái quỷ này mở chưa được ta. À đây rồi, chép mày phải uống mày. Chơi nhiều lớp thế ai mở được các bạn ơi. Cái này nghi mở sai chỗ rồi các bạn. Đây rồi, mở sai thiệt các bạn ơi. Rồi, 16 món chúng ta có gì nào. Đầu tiên là, ủa cái quần què gì đây. Cái này thì chắc chắn không phải tên Titan rồi. Thôi cái này không phải, để nghiên cứu sau. Cái thứ hai là giống như một cái bao lì xì hay là một cái túi, cái ví gì đựng giấy tờ các bạn. Đằng trước là có mặt Lệ Vi, còn mặt sau là có hình Eren đang cầm kiếm của mình. Cầm ODM. Ôi gì đây. Đồng xu các bạn ơi. Đồng xu Titan Titan. Và đằng trước có hình Eren, đằng sau có hình huy hiệu chính xác đoàn. Mày rất thích những cái loại đồng xu này vì nó rất hiếm và đẹp. Những đồng xu này bạn không thể nào mua lẻ ở ngoài đường được. Quá wow, dạy những bay thấy có 3 đồng ở đây. Mặt sau đều là quân nhân xác, mặt trước một cái Eren. Cái này bay không biết mua ở đâu cả. Nếu mà đặt riêng chắc phải 30-50 ngàn một cái đấy. Vì cái này chẳng có thấy bán cho thị trường. Đằng sau là cái gì đây? Đây chính là Lệ Vi. Lệ Vi đang mặc bộ đồ gọi là dọn dẹp nè. Bộ đồ vệ sinh. Mặc rất chibi. Cái thứ ba chắc là đại hình. Một em đại hình mini ở đây. Và chúng ta có 3 cái. Eren, Lệ Vi và đại hình. Wow, đồng xu thì ý nghĩa, mày thích lắm. Bình nước nào, coi bình nước có gì nào. Bình nước là hình mày lấy cái gì đó mày chè. Đây chính là hình Lệ Vi và Eren. Một người ôm con cá, một người ôm cái bình mật. Và hai người đang mặc bộ đồ con gấu. Bình nước các bạn, dễ thương ha. Hai cái huy hiệu lại là Lệ Vi và Eren. Cái hộp này có vẻ là chủ đề chính là hai con người này rồi. Hay ha. Ở dưới này là một cái giá đỡ điện thoại hình con thỏ như lần trước bài giới thiệu. Đây là những tấm bút mắt có hình của chính xác đàn. Lệ Vi nè, Lệ Vi, Mikasa, Eren, Lệ Vi với Erwin. Lệ Vi, Erwin nè, lúc đang dọn dẹp phòng nè, cảnh dọn dẹp luôn. Mà sao lại có thằng Jin đứng ở đây thế này, ở đâu trời ra không biết. Vì cảnh này là không có nè. Hitori, Armin, Mikasa, Lệ Vi, Eren. Chắc cảnh là đang ở tù hay là bị thương vậy nè. Cảnh này là ba người đã hạ được một con Titan đần độn nào đó. Con này thì bay không biết là con nào. Và cuối cùng Eren và Lệ Vi. Và cái mông này khá là căng đấy. Do sao nhìn nó hớ hên quá vậy. Cái tấm này một tấm bút mắt kèm với là một tấm là chặn sách nè. Tấm này là podcast để viết thư đồ gửi đi. Có thể làm quà tặng sinh nhật bạn bè, dịp Giáng sinh ghi một những lời chúc mà vô đây. Ở dưới là bút mắt dùng để chặn sách. Tiếp theo là món gì nào. Notebook. Một cuốn vở có hình khủng long màu trắng. Bay quên đếm thì mấy cái podcast có bao nhiêu cái. 3, 6, 9, 12 cái podcast. 3 đồng xu. Một hộp bình nước. Một túi chắc là đựng giấy tờ, đựng thẻ gì nè. Những cái ví á. 2 cái huy hiệu. Một giá đời điện thoại. Và rất nhiều gói chặn sách có hình gì rất là cute dễ thương ở đây mà bạn không xác định được. Nhìn nó giống như là 12 cung hoàng đạo. Vậy có con cua cancer ung thư nè, ung thư các bạn. Con cua đó. Cái này là song ngư chứ ha. Bạn cũng chẳng rõ gì cả. Hình như cái toàn bộ này là của cung con cua các bạn ơi. Có bao nhiêu tấm chặn sách đây. 3, 6, 9, 10, 11. Bộ này là không có ác đúc, không có một số thẻ hình. Nhưng mà lại có đồng xu và 12 tấm bút mắt. Còn bình thì bình nào hộp nào cũng có hết. Giá một hộp là 150, mỗi hộp một khác. Có 16 món trong 28 món các bạn nha. Ê, dựa vào nhân phẩm của bạn rồi. Nếu hên chúng món ngon, nếu xui chúng món chưa ngon lắm. Dân đằng nào cũng lên mà thôi, vì một hộp rẻ hơn nhiều so với việc mua lẻ từng cái các bạn nha. Và bây giờ thì bye bye. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem các loại hàng mới và kỳ lạ nhất nhé. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Buy Store hoặc inbox trực tiếp Facebook và buybubay.com đổ quà miễn phí ở tập 226. Buybubay.com.